Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Top Tip Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Truyền thông Italia khẳng định Juventus đã đạt thỏa thuận chiêu mộ De Ligt từ Ajax vào cuộc sau, nhưng Juventus đã vượt mặt một loạt đại gia ở châu Âu trong vụ tranh giành chữ ký của trung vệ trẻ Matthijs De Ligt. Tháng trước, lão bà được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với ngôi sao 19 tuổi người Hà Lan. Sở dĩ Juve có thể đàm phán nhanh chóng với De Ligt vì họ có mối quan hệ rất thân với người đại diện của trung vệ này, Mino Raiola. Ngoài ra, Juve cũng rất chịu chi khi đồng ý trả lương lên đến 12 triệu euro mỗi mùa cho De Ligt. Đến hôm qua, Juve tiến thêm một bước dài trong thủ mùa này khi chốt giá thành công với Ajax. Theo các nguồn tin uy tín ở Italia, Juve đã chấp nhận trả 82 triệu euro để đổi lấy trung vệ trẻ xuất sắc nhất cho mùa giải vừa qua. Trong đó, Juve sẽ trả ngay 70 triệu euro và trả thêm 12 triệu euro tùy theo thành tích của De Ligt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, De Ligt sẽ bay đến Turin vào tuần tới để kiểm tra y tế và ký hợp đồng chính thức với Juve. Hiện tại, trung vệ này đã trở lại Ajax tập trung sau kỳ nghỉ hè, nhưng anh không tham gia tập huấn với đội ở Áo. Sau 4 năm, rốt cuộc Fabian Del cũng không thể trụ lại tại Etihad và bị bán sang Everton với giá 8 triệu bảng. Everton đã đồng ý bỏ 8 triệu bảng để ký hợp đồng 3 năm với Del. Cầu thủ 29 tuổi dự kiến sẽ kiểm tra y tế vào ngày thứ Bảy tuần này, theo giờ địa phương, trước khi chính thức ra mắt đội bóng mới. Huấn luyện viên Marco Silva tin, kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của Del sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nửa xanh vùng Merseyside trong mùa tới. Dù là một cầu thủ đa năng, nhưng Del vẫn tỏ ra khá đuối so với phần còn lại của Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola từng có giai đoạn sử dụng Del thường xuyên ở vị trí hậu vệ trái khi Benjamin Mendy vắng mặt và anh cũng đã chơi khá tốt. Nhưng khi mà Mendy trở lại, cộng với sự trưởng thành vượt bậc của Oleksandr Zinchenko, Del đã không còn chỗ đứng ở Etihad. Ban đầu Man City muốn thu về ít nhất 15 triệu bảng với cầu thủ còn một năm hợp đồng này, nhưng Everton cương quyết chỉ bỏ ra hơn một nửa con số đó. Như vậy là sau 4 năm, tính một cách đơn giản thì Man City vẫn thu lại đủ số tiền bỏ ra cho Del. Còn nhớ vào mùa hè 2015, Man City cũng phải bỏ ra 8 triệu bảng trả cho Aston Villa để có được Del, chỉ 6 ngày sau khi tiền vệ này tuyên bố sẽ ở lại Villa. Một trong chân sút tốt nhất giải Ngoại hạng Anh vừa rồi đã tiếp tục cam kết tương lai với câu lạc bộ chủ quản. Trong các tiền đạo ở tuyển Anh, Harry Kane và Marcus Rashford chính là hai cái tên nhận được sự tín nhiệm cao nhất. Vì lẽ đó, khi so với bộ đôi này, Callum Wilson có phần lép vế hơn về danh tiếng. Dẫu vậy, nếu xét về phong độ vấn này, Wilson chưa hẳn đã kém hơn so với Kane hoặc Rashford. Mùa giải vừa rồi, tiền đạo đang thi đấu cho Bournemouth còn có phong độ tốt hơn con số 10 của Man United khi bỏ túi 14 bàn thắng cùng 10 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. Thành tích đó ăn đứt thống kê của Rashford khi cầu thủ 21 tuổi chỉ có 10 pha lập công và 7 kiến tạo. Để tưởng thưởng cho phong độ xuất sắc từ Wilson, anh đã được huấn luyện viên Southgate triệu tập lên tuyển Anh và cũng thể hiện khá tốt trong những lần được cho cơ hội. Ngoài việc đó, chân sút sinh năm 1992 tiếp tục đón nhận niềm vui khác và lần này là ở câu lạc bộ. Cụ thể, Wilson vừa gia hạn hợp đồng 4 năm với Bournemouth. Nhân dịp này, trụ cột của Bournemouth phát biểu: "Bournemouth có thể được biết đến là đội bóng nhỏ bé, nhưng chúng tôi có tham vọng to lớn tại đây. Mọi người đều hướng đến cùng mục tiêu. Về phương diện cá nhân, tôi cảm thấy đã trưởng thành vượt bậc ở câu lạc bộ này." Như vậy, với việc Wilson ký giao kèo với Bournemouth, Chelsea hẳn là người buồn nhất, bởi thời gian qua đã xuất hiện tin đồn đội bóng thành London muốn chiêu mộ anh trong bối cảnh The Blues thiếu đi trung phong đáng để tin tưởng. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha Dani Olmo nhiều khả năng sẽ từ chối Man United bởi muốn dự Champions League mùa tới. Sau khi tỏa sáng rực rỡ ở vòng chung kết U21 châu với 3 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, góp công lớn vào chức vô địch U21 Tây Ban Nha, Dani Olmo đã trở thành cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Rất nhiều đội bóng lớn đã để mắt tới ngôi sao chạy cánh 21 tuổi thuộc biên chế Dinamo Zagreb của Croatia, trong đó nổi bật có Barcelona, Benfica, Tottenham, Liverpool và cả Man United. Báo giới Croatia từng đưa tin Man United đã âm thầm theo dõi Olmo trong suốt thời gian dài và đã đưa ra lời đề nghị trị giá 40 triệu euro để thuyết phục Dinamo Zagreb nhà người. Dù vậy, bất chấp việc sẵn sàng bảo trì, Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ thất bại trong thủ vụ này. Người phát ngôn của Olmo, John Malov, tiết lộ thân chủ của ông đã chốt xong biến đỗ và sẽ sớm gia nhập một câu lạc bộ được chơi tại Champions League, đồng thời câu lạc bộ đó không thi đấu tại La Liga. Như vậy, ngoài Man United có thể loại trừ cả 3 đội bóng lớn tại quê nhà của cầu thủ 21 tuổi, đó là Barca, Atletico Madrid và Valencia. 3 đội bóng được khoanh vùng là Ben, Liverpool và Tottenham. Một số nguồn tin tại Tây Ban Nha, trong đó có AS từng đưa tin về việc Tottenham đang là đội dẫn đầu cuộc đua và chống sẵn sàng chi ra 30 triệu euro phí chuyển nhượng và đề nghị Olmo hợp đồng 5 năm kèm mức lương 2 triệu euro một mùa. Trong khi đó, người đại diện của Olmo, Andy Barra, mới đây lại thả thính Ben. Ben là một câu lạc bộ lớn và không cầu thủ nào trên thế giới lại từ chối cơ hội được chơi cho một câu lạc bộ như vậy. Họ có những tuyển trạch viên xuất sắc nhất và nếu thực sự hứng thú,
họ có thể chi ra con số Dynamo yêu cầu cùng với mức lương hợp lý cho một cầu thủ như Dani. Omo là một sản phẩm của lò đồ tộc trẻ danh tiếng La Masia, nhưng làm nên tên tuổi tại Croatia, anh đã có 5 mùa giải chinh chiến cho máu Dynamo Zagreb và 4 lần giành chức vô địch quốc gia. Mùa bóng vừa qua, ngôi sao 21 tuổi có cho mình 12 pha lập công, ôm luôn cả hai danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất và là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa. Thuận lợi cho các câu lạc bộ muốn có Omo là Dynamo Zagreb đã chấp nhận để anh ra đi. Hiện đội bóng Croatia đang giá 40 triệu euro cho tuyển thủ U21 Tây Ban Nha. Khả năng ra đi của Romelu Lukaku ngày càng nhỏ lại khi mà đội bóng chủ quản United muốn nhận đến 90 triệu bảng trung thủ này. Với việc MU đã gia hạn tới Marcus Rashford đến năm 2023, kèm mức lương lên tới 200.000 bảng một tuần, Lukaku hiểu rằng anh không còn là lựa chọn số 1 trên hàng công của Quỷ Đỏ. Đó là lý do ngôi sao người Bỉ rất muốn ra đi ngay trong hè này. Inter từ lâu đã quan tâm tới Lukaku, thậm chí tân huấn luyện viên Antonio Conte cũng cực kỳ thích phong cách của cựu trung phong Everton và thúc giục ban lãnh đạo Inter đẩy nhanh tiến độ đàm phán. Tuy nhiên, nửa xanh thành Milan gặp trở ngại vô cùng lớn khi MU quyết không bán rẻ Lukaku. Truyền thông Anh khẳng định MU muốn 90 triệu bảng tiền mặt, đây là con số Inter chắc chắn sẽ không thể đáp ứng. Trước đó, Inter từng đề nghị mượn Lukaku trong 2 năm với mức phí 10 triệu bảng, sau đó sẽ mua đứt với giá 53,7 triệu nhưng bị Quỷ Đỏ từ chối thẳng thừng. Inter không bỏ cuộc, liền xoay sang phương án đổi trác cộng thêm một số tiền với những cái tên rất hấp dẫn như Zanga Nangolan và Mauro Icardi. Do vậy, câu trả lời của MU vẫn là không. Lời là thì Manchester không có sức ép phải bán Lukaku và nếu có thể, họ vẫn sẽ tiếp tục dùng anh trong mùa tới. Dù vẫn đang tích cực theo đuổi mục tiêu số 1 là tiền đạo Romelu Lukaku, Inter cũng phải thòng sẵn phương án dự phòng cho trường hợp xấu nhất. Không thể thuyết phục được MU nhả Lukaku cho mình. Phương án dự phòng ấy được xác định là chân sút Ante Rebic của Frankfurt. Rebic đã có những màn trình diễn ấn tượng nhất ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong thời gian qua. Anh đóng góp công lớn giúp đội tuyển Croatia bất ngờ vào đến chung kết World Cup 2018 và mùa vừa rồi lại góp công lớn giúp Frankfurt bất ngờ vào đến bán kết Europa League. Trong mùa giải 2018-2019, Rebic đóng góp cho Frankfurt 10 bàn và 6 đường kiến tạo thành bàn trên tất cả các mặt trận. Ngôi sao 25 tuổi này chơi đa năng, ngoài vị trí tiền đạo lùi sở trường, anh còn có thể chơi tốt ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo cánh trái. Nếu so với Lukaku, chắc chắn mức phí của Rebic sẽ mềm hơn rất nhiều. Cũng trong thời gian này, Inter đang tìm mọi cách để thuyết phục Dani Alves về với mình. Họ về phải người Brazil vừa thi đấu chói sáng ở Copa America 2019, đang cần tìm bến đậu mới. Nguồn tin của trang Goal.com cho hay, người đại diện của Alves sắp sang Italia để thương thảo với đại diện của Inter. Theo nguồn tin kể trên, Alves muốn nhận mức lương 7 triệu euro một năm, đó là mức lương cao với một cầu thủ đã 36 tuổi. Tuy nhiên, thương vụ này hấp dẫn ở chi tiết, Inter sẽ không phải tốn một xu phí chuyển nhượng. Alves vừa rời PSG và hiện là cầu thủ tự do. Inter cần đẩy nhanh thương vụ Alves. Hiện họ không phải là đội duy nhất trải thảm đỏ mới cho anh. Cả Man City và Tottenham đều đang rất muốn lôi kéo Alves sang Premier League. Bất chấp MU vừa hét giá bán trên trời cho Pogba, Real vẫn chưa có phản ứng gì. Đội bóng hoàng gia sẽ kiên trì theo đuổi thương vụ này cho tới khi thị trường chuyển nhượng hè 2019 khép lại. Kể từ đầu hè 2019 tới giờ, MU đã 2 lần hét giá bán Pogba. Đầu tiên họ muốn thu về 150 triệu bảng mới chịu nhả Pogba. Và thông tin mới nhất, con số này được đẩy lên 180 triệu bảng, hơn gấp đôi so với những gì mà Quỷ Đỏ bỏ ra mua anh cách đây 3 năm. Tin vui cho MU khi Juventus tuyên bố rút lui. Lý do là bởi mức giá 150 triệu bảng mà MU đòi cho Pogba là quá cao so với khả năng chi trả của Juve. Ngoài ra, nhà đương kim vô địch Serie A cũng không ham nổi mức lương trên trời của Pogba. Như vậy, MU chỉ còn phải lo lắng trường hợp Real Madrid, đây là đối thủ mà Quỷ Đỏ chẳng ưa chút nào. Theo như nhà báo Alberto Pinheiro, Real sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới Pogba. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này của chủ tịch Florentino Perez là tạo được mối quan hệ tốt với MU. Ông có thể đưa ra những cầu thủ mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cần vào lúc này như Isco, Casemiro cộng thêm một khoản tiền để đối tác chấp nhận đàm phán. Ngoài ra, Real sẽ tiếp tục chiến thuật đeo bám để mưa dầm thấm lâu trước khi tung ra đòn quyết định ở ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè 2019. Trong quá khứ, Real nhiều lần mua được cầu thủ vào giai đoạn cuối của thị trường chuyển nhượng hè như Gareth Bale vào ngày 1 tháng 9 2013, Luka Modric 27 tháng 8 2012, Ronaldo béo 31 tháng 8 2002. Lần hiếm hoi Real để sổng con mồi là trường hợp của David De Gea. Năm 2015, Real tưởng như đã có De Gea, nhưng do lỗi máy phách nên vụ chuyển nhượng này không thể hoàn tất. Do đó, MU còn hết sức cẩn thận nếu như không muốn mất Pogba và phút chót. Thay vì chỉ tập trung vào nhóm cầu thủ trong khối Liên Hiệp Anh, HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định United sẽ trinh sát mọi ngóc ngách trên thế giới để mang về những tân binh tốt nhất. Đến thời điểm này, MU đã mua được hai tân binh là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka.
James là người xứ Wales, còn Wan-Bissaka là người Anh. Điều này khiến nhiều người hâm mộ tưởng ban lãnh đạo Quỷ Đỏ chỉ tập trung tìm kiếm nhân sự trong phạm vi gần. Tuy nhiên, thực sự không phải vậy. MOU có hệ thống trinh sát trải khắp thế giới với hàng vạn thông tin được báo về Manchester mỗi ngày. Việc MOU chưa mua được ngôi sao nào tiếp theo chỉ nằm ở vấn đề kiểm định mà thôi. Sosa chia sẻ, cầu thủ đến từ đâu cũng được, bất kể là Anh, Pháp, Na Uy hay Brazil. Chúng tôi chỉ muốn những cầu thủ giỏi và những con người tốt đẹp, chất lượng, nhân phẩm và tốc độ. Đó là những yếu tố quan trọng của bóng đá ngày nay. Càng có nhiều cầu thủ ẩn số trong đội, càng có nhiều lợi thế. Trên thực tế, để đẩy nhanh tốc độ mua sắm, MU còn bán đi những cầu thủ đang nằm trong diện thanh lý như Romelu Lukaku để vừa giảm quỹ lương, vừa tăng ngân sách chuyển nhượng. Hiện MU đang ra giá 90 triệu bảng cho chân sút người Bỉ và mức phí này khiến Inter phải trốn chân. Với Pogba, con số này là 180 triệu bảng. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.